Chào các bạn, mình là Ngọc Vi và các bạn đang theo dõi S Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đập hộp một chiếc smartphone đến từ thương hiệu Việt Mobistar, đó là Lazumbo Z. Nghe giống như là nhang mũi Zumbo. Nhưng mà cái này là Zumbo, còn cái kia như là Chumbo. Đó, thôi bỏ đi. Nhưng mà vấn đề quan trọng hơn là chiếc smartphone này lại tiếp tục được Mobistar bán ra với cái mức giá rất là ngọt ngào, chỉ có 2.290.000 đồng thôi. Thì liệu là nó sẽ có những cái gì hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ. Đây là chiếc Mobistar Play Zumbo Z của chúng ta. Xem bên dưới nha. Chúng ta sẽ có hướng dẫn an toàn khi sử dụng và hướng dẫn sử dụng điện thoại đều bằng tiếng Việt, hơn nữa còn có hình ảnh màu mè rất là sinh động. Tiếp theo là một cái miếng dán màn hình, rồi một đống phụ kiện được bao bọc rất là cẩn thận luôn. Củ sạc này, cáp này và một cái tai nghe. Tai nghe này thì cái phần sau của nó là kim loại mà làm theo kiểu là đường tròn đồng tâm, ống A ống ánh luôn. Cuối cùng là một cái gói chống ẩm và có một cái túi nữa. Cái túi này thì thật ra là đựng một cái viên pin rời có dung lượng là 2500 mAh, nhưng mà mình đã lấy ra và lắp vào trong máy rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính ha. Tóm lại thì như mọi khi, mặc dù chỉ có 2 triệu mấy thôi, nhưng mà Mobistar họ vẫn mang đến cho chúng ta một cái bộ phụ kiện khá là đầy đủ. Bây giờ mình sẽ tuột nó ra khỏi bao. Sau đó là lột cái màn này ra. Đầu tiên nói về cái khoản thiết kế của chiếc Zumbo Z này thì y như mọi khi, Mobistar họ không khiến cho chúng ta thất vọng một tí nào cả. Mặc dù chỉ có 2 triệu mấy thôi, nhưng mà cái thiết kế này vẫn rất là trẻ trung, năng động. Nếu mà các bạn sử dụng màu đen, vàng thì như mình nói là nó sẽ mang đến những cái khía cạnh khác nữa. Còn màu trắng này thì chúng ta sẽ thấy được cái trẻ trung. Tất nhiên là chỉ có 2 triệu mấy thì chiếc máy này sử dụng cái chất liệu nhựa là chủ yếu. Mặt lưng này hoàn toàn bằng nhựa luôn. Nhưng mà nó được sơn nhám và nó hạn chế bám bẩn và dấu vân tay tốt hơn cho chúng ta. Ngoài ra thì cái loa ngoài này mặc dù được đặt ở phần mặt lưng, nhưng mà ở đây thì nó sẽ có một cái gờ nhỏ lên để khi mà các bạn đặt xuống ấy thì nó sẽ hở ra một khoảng và nó sẽ không gây hạn chế về mặt âm thanh cho chúng ta. Tiếp đến thì cái chiếc Lazumbo Z này nằm trong cái bộ đôi soái ca được Mobistar tung ra lần này. Cho nên là cái ngôn ngữ thiết kế mà họ nhắm đến không phải là mềm mại hóa hay là bo tròn như những chiếc Mobistar trước đó hay là những chiếc smartphone trên thị trường gần đây, mà cái ngôn ngữ của nó là mạnh mẽ, cứng cáp và có phần vuông vắn hơn một chút. Cụ thể là cái mặt lưng phía sau này là một cái mặt lưng phẳng luôn này, chứ không có bo bo ở các cạnh gì cả. Tiếp đến cái điểm thứ hai là một điểm mình rất là thích luôn, đó là cái phần mặt lưng tháo rời này. Khi mà tháo là chúng ta tháo nguyên một cái bộ như thế này, nhưng mà ở trên cái nắp lưng này thì Mobistar họ lại tạo nên một cái chi tiết khá lạ, đó là một cái đường ngấn lõm vào chạy xung quanh cái mặt lưng. Nhìn sơ qua thì nếu mà không mở ra như thế này thì các bạn sẽ tưởng là chúng ta chỉ tháo một cái lớp phẳng ở phía sau thôi. Và chính cái đường ngấn lõm vào này thì nó sẽ vừa mang đến một cái nét lạ tinh tế trong cái thiết kế của Zumbo Z, và đồng thời nó cũng sẽ mang đến cho chúng ta cái cảm giác cầm nắm bám tay hơn, nhưng mà nó lại không hề cấn tay như là những cái đường vá cắt kim cương mà chạy xung quanh máy mà chúng ta vẫn hay thường thấy. Bây giờ thì lật lên mặt trước lại có thêm vài điểm cộng nữa, đó là chạy xung quanh máy thì chúng ta sẽ có một cái đường viền màu bạc sáng bóng trông rất là nổi bật, và hơn nữa là cái màn hình của Zumbo Z này lại là một màn hình công 2.5D. rất là ít chiếc máy trong cái phân khúc 2 triệu mấy như thế này mà lại sở hữu một màn hình công 2.5D. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ, đó là cái phần viền bên dưới này thì chúng ta không sử dụng cho mục đích gì cả, nhưng mà ba phím điều hướng thì lại được đặt ở bên trong màn hình. Mặc dù ba cái phím này là trong suốt, nhưng mà khi các bạn mở vào một số cái ứng dụng, ví dụ như là tin nhắn hay danh bạ, thì nó sẽ hiện một cái dãy đen nữa và chiếm chỗ trên màn hình. Nhưng mà tóm lại thì với cái mức giá khoảng 2 triệu mấy thì mình thấy thiết kế của con này như vậy là ổn rồi, chúng ta không cần đòi hỏi thêm quá nhiều nữa. Tiếp theo thì nói về màn hình đi, chiếc Zumbo Z này sở hữu một cái màn hình vừa đủ với kích cỡ là 5,2 inch và độ phân giải là HD, đi kèm đó là công nghệ IPS. Cái màn hình này thì tất nhiên là không phải thuộc loại xuất sắc rồi, nhưng mà độ sáng thì cũng khá cao và màu sắc thì tươi tắn bắt mắt. Về cấu hình thì với mức giá của chiếc Zumbo Z này, hiển nhiên là chúng ta chỉ có con chip MediaTek loại tứ xung nhịp là 1.3. Đi kèm đó thì các bạn sẽ có quả RAM là 2GB, bộ nhớ trong 16GB và có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Cấu hình của chiếc Zumbo Z này thì không phải thuộc hàng khủng hay là có gì đặc biệt cả, nhưng mà bù lại thì chiếc máy này lại hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 6.0. Tiếp đến thì hãy nói về một cái điểm cộng rất là lớn của chiếc Zumbo Z này, đó chính là camera. Máy sở hữu bộ đôi camera 8MP ở phía sau và 5MP ở phía trước. Camera sau thì lần này chúng ta sẽ được trang bị hẳn đèn flash kép luôn. Và đặc biệt là đối với những bạn mà mê selfie, thích tự sướng ở trong tối thì lần này các bạn sẽ được thỏa mãn luôn. Không chỉ là đèn flash màn hình nữa mà chúng ta có hẳn một cái đèn flash ở trên đây luôn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái viên pin dung lượng là 2500 mAh, có thể tháo rời và thay thế một cách rất là dễ dàng. Tóm lại thì mình thấy là lần này với chiếc Mobistar Play Zumbo Z này thì Mobistar họ lại không làm cho chúng ta thất vọng và tiếp tục mang đến một cái lựa chọn rất là tốt trong cái phân khúc từ 2 đến 3 triệu đồng. Còn các bạn thì các bạn có quan điểm như thế nào thì mời comment ngay bên dưới nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy thích chiếc máy này hay là thích video này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.